Anh Phú Lê thì gửi cho gia đình của mình 4 triệu. Nhưng mà hiện nay tối, trời tối không có anh bé ba về nữa. Dạ. Mai mốt thì con sẽ giao cho bà lại thì bây giờ con sẽ giao cho bà trước 2 triệu sống đỡ thời gian. Dạ. Tuần sau con sẽ xuống đây, con có thể giao cho bà 2 triệu nữa. Uống luôn. Mời thuốc uống. Mừng không bà? Mừng. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay thời điểm này là cũng tối rồi cô bác quý anh chị, cũng 6 giờ 15 rồi. Và buổi hồi bữa nay cũng dịp khá là muộn để thăm lại cái lấy cái ghế ngồi đó đi. Sống với lại bà cụ nè. Lấy ghế ngồi đó đi. Lấy ghế lại ngồi đó đi. Dạ chào ba. Chào ba kìa. Chào ba. Nâng lên. Ở anh bé ba đâu? Thôi đi tiếp mà hột làm hột dịch á. Tiếp bên kia. Tiếp gì? Tiếp ba cái hột dịch lộn nó sắp hột á. À. Rồi chưa xong. Chú là sao với lại là bà nè? À, chú là người uống cà phê. Dạ. Là bạn với cô Hồng đó. Dạ. Thì nói chung ra thấy ba cũng khổ ha. Hôm trước khổ. Thì cũng có quay về cái hoàn cảnh của bà đó. À. À, hôm nay đến đây để trao tiền của Mạnh Thường Quân nè. À, thì hôm nay cuộc sống của bà sao chú? Nói chung ra bà lúc trước bà bệnh lắm. Dạ. Rồi chú với Tím Hồng á, chú với chị Hồng á. Rồi lên giường ngồi đi, lên giường ngồi. Lên giường ngồi đó cho cao. Hôm nay nước lớn rồi ha. À, nước lớn. Dạ. Chú với chị Hồng vậy đó. Thì nói chung ra cũng ở sớm ghiền. Dạ. Rồi cũng thấy bà thấy khổ. Dạ. Nhưng thực tế thì chỗ này là bên chính quyền đâu có cho, không có cho ở. Ừ. Bị ở hầm cầu nè. Ừ. Rồi chú cũng đứng ra cũng có, nói chung là cũng có cái sự là mình uy tín ở đây. Ừ. Rồi xin cho mẹ con là tá túc ở đây. Con Tiết nhớ con không? Nhớ. Nhớ hả? Hôm trước con cho con Tiết nhiêu tiền nhớ không? 1 triệu. 1 triệu thì xài hết chưa? À chưa. Chưa, còn được nhiêu? Còn được dùng bán với số. Dành dụng bán với số hả? Dạ. Nói chung là bán với số cũng kiếm bữa. Hôm nay con Tiết ăn cái gì? Ăn rồi chú ơi. Hôm nay con Tiết ăn cơm gì vậy? Ăn cơm nó đi mua cho câu ăn cơm nhưng chưa có ăn. Dạ? Chưa có ăn, mua cháo. Nhiều quá, hôm đó là còn yếu đó, cũng còn ăn cháo bịch. Hoặc là ăn cháo lòng với cái này người ta có bán cháo lòng mới đó. Ờ, ba tử yếu hả? Ờ, ba tử. Trời ơi, có bữa chở lên bệnh viện hả? Bà cứ mới chào lên không? Chào lên. Sao mà chịu nổi? Dạ. Rồi chú thấy vậy đó, mới tóc hành kêu thằng chồng của Hồng nãy đó. Dạ. Chở lên trển. Dạ. Đó lên bệnh viện, nói chung là bệnh viện thì nó cũng bà cũng nhờ, cũng có bảo hiểm đó. Dạ. Thì cũng đỡ. Không có đèn điện gì hết ha? Không có đèn gì chứ. Tối lỡ thầm luôn. Tối lỡ thầm luôn. Ừ. Bởi vì cái tối nó có cái đèn này nè, có đèn đó nó dội qua, có đèn bên đó ha. Ừ, có đèn bên đó đó nó dội qua. Dạ. Tới 6 giờ sáng nó mới tắt. Thì ở đây mình muốn kêu tre ở dưới, nó coi như ở dưới là thị trấn là không cho, địa phương không cho. Dạ. Rồi chú cũng bảo lãnh đang cho ở tá túc đây. Thật sự là mình nó cứ mừng mình chú uy tín, lấy uy tín ra bảo lãnh ha. Rồi đứng ra bảo lãnh cho mẹ con ở đây. Rồi mưa gió sao chú? Mưa gió thì chung ở đây nó mới có tạt không. Núp đây nè. Dạ. Núp không có tạt qua. Còn mưa gió là núp vô miếng đó đó hả? Dạ. Dạ. Nó có nhà cái bực đó. Dạ. Cái còn phía bên này thì bảo không được. Bên này thì bên này nó lùa nó tạt qua. Ờ. Núp cái cách này. Nhưng nó không đánh đổi, nó không có tạt. Bây giờ mình thấy cái phần này mình thấy bả thấy vậy thì cũng thấy tội. Dạ. Khổ ra, quá mà. Thành ra thôi giờ là cũng giang tay ra nhỏ bán quê. Dạ. Rồi nói chung ra nó cũng ngày nào cũng lo ăn uống này kia nọ cho bả trường mấy ba đó. Dạ. Con bả dứt khoát có phải mua đồ ăn cho bả ăn. Rồi nó lo từ ly trà nóng rồi thuốc. Nếu mà không có Hồng rồi bà chết lâu rồi. Rồi vậy nè, ăn không được. Nó cũng la làng lên, đem đi. Rồi uống mà trà đường nóng nha, chứ không cho uống nước lạnh nữa. Nói chung là thấy vợ chồng thằng bán nó cũng tội nghiệp, nó cũng lo lắng cho bà này lắm. Mặc dù là không có dòng họ bà con. Yeah. Nhưng mà mình thấy cái kiểu như là bà khổ quá. Mày con có cái rồi, con có chủ quán mà che cái này cho chú. Dạ.
sợ công an nó la. Không dám che miếng bạc. Không dám che. Bởi vì mình nó đau, không dạy cho che thôi. Đúng rồi, tại ở thì cũng mắc cái mỹ quan của đô thị. Đúng rồi. Tại sao ba không mướn trọ ở? Mướn trọ không được. Sao vậy? Tiền không đủ, nhà chợ gì chốt. Dạ. Rồi lúc có bị gì đau ốm bệnh hoạn rồi. Đau ốm mà còn cái vợ còn yếu nữa chứ rồi chưa đi. Bảo lãnh cho ba ở đây được á thì thôi để cho ba ở đây. Đang ở gần gũi đây rồi. Không tốn tiền nhưng lại có người lo ha. Có người tí hồng ở trên chỗ quán đó cũng tội nghiệp lắm, nó lo cho bà này kia nọ. Dạ. Tại ơi, nó bắt bà mạnh nè. Ngồi đây nè, tắm cho bà luôn. Chị bữa hôm trước cơ ha. Ờ. Bắt tắm hoài rồi, tắm gội đầu. Rồi sạch sẽ mới còn người mới khỏe. Dạ. Hôm đó là nằm cái đó ngủ. Dạ. Cũng lâu rồi, cũng mấy năm rồi à. Rồi ông coi như cái kiểu như là bệnh hoạn không có thuốc men nữa, kiệt sức luôn. Bà này có phước mà. Bởi vì lúc ông chồng ở đó là chú không có ở đây. Dạ. Đó, bà này có phước nói chung ra cũng còn ở đây cũng gian tay. Cho gạo. Chiều ăn cơm gì? Chờ mua sữa cà cháo mà chưa có ăn chú rồi. Cháo hả? Đâu cho con coi được không? Đây nè. Cháo vậy đâu rồi. Nó mua mà chưa có ăn cầu với cháu. Dạ. Nhiêu tiền? 30 ngàn. 30 ngàn. Dạ. Ấm cho vào 1 triệu rồi còn xài được còn được còn nhiêu? Còn nhiêu? Được mấy trăm? 500. Còn 500. Đâu cho con mượn có được không? Dạ. Cho con mượn có được không? Ôi, bà tiền nhiều rồi bà giữ được không chú? Bởi mới hổng mất cái rồi. Mất cái số mất. Và cái tiền móc tiền của cô hả? Lấy cái phố sạch trơn luôn. Rồi sao ta? Bây giờ khóc luôn hả? Đi qua chợ đó. Nói chung ra bà bỏ cái nguyên cái cặp đó rồi đó. Nhiều khi là sao hỏi mất mẹ nó nguyên cặp. Chứ lại nhầm khi bị móc nữa ha. Bà bị móc. Bên đó lòng vô lại. Cái thùng hôm nay bà đựng cái gì lấy con coi cái thùng này nè. Cái thùng ở dưới này nè. Cái thùng đựng chén đựng đồ đó. Đâu? Đó, chén. Chén tô, ta cho. Trời ơi. Khi nó đậy lại chứ không để ngoài chuột rồi nó bò. Bà qua đây đi. Bà nó ngồi đi. Cô Tuyết. Năm Tuyết. Ờ, chiều cô tắm rửa vậy chưa? Tắm rồi. Tắm ở đâu? Tắm ở đây nè. Tắm ở dưới này luôn ha. Dạ. Hôm trước nghe cái chị đó nói là cô tắm ở dưới này luôn mà. Tắm này luôn. Tắm đây. Lại lấy cái che. Che lại bằng gì đâu? Thì cũng như cái mặt lấy cái mặt nè. Che. Rồi tay. Nó dịnh nó cho bà tắm. Trời ơi. Thì nói chung ra bây giờ cô ở dưới đây mấy năm rồi? Lâu rồi. Lâu rồi. Lâu là mấy năm? Còn quên mất tiêu rồi. Như chú biết là chắc cũng cỡ 12 qua năm. Ở dưới gầm cầu này mười mấy năm. Cầu. Là mười mấy năm luôn. Ừ, cho lúc luôn. Mà cô nhiều tiền nhất là cô có được bao nhiêu tiền cô nói con nghe với. Bán giấy số dùm dùm mà được 2 triệu. Nhiều nhất là được 2 triệu. Dạ. Hai triệu à, tôi không có cất, thằng nhỏ nó cất. Cất. Sao cô không cất? Mất hoài hả? Mất hoài. Cất mất hoài hả? Ừ, bà có nhiều bà cũng nhiều bà không biết không tiền nhiều. Cô không biết tiền ha? Ừ. Bỏ vô cái vốn. Bây giờ cô nói 2 triệu cho bà, không biết 2 triệu là mấy nữa. Rồi bây giờ nếu như mà con giao tiền cho bà rồi ai sẽ giữ cho bà đây? Không, bây giờ như là để kêu... Kêu thằng nhỏ xuống. Cô kêu con của cô xuống đi. Cô đi. Ngồi đi, ngồi đi. Rồi. Kêu ra. Dạ. Bố con khóc quá. Cô bác quý anh chị, cái dòng sông này là hàng ngày là cô Tiết phải tắm ở dưới dòng sông này nè. Nước lớn thì nước nó chảy thì được. Còn mà nếu như mà nước gồng thì tắm dơ lắm. Ừ, nước cống ra. Dạ. Nước lớn là tắm liền. Ừ. Đi đây cho cô bác quý anh chị xem nè. Đó. Đây là cái niệm nè, cái niệm để cho anh bé ba anh ngủ nè. Thưa cô bác quý anh chị thì cũng có rất là nhiều mạnh thường quân rồi gửi cho nhỏ nó cho
cho được 50 ngàn, mua 30, cho cô Tiết này như thế này. Nhưng mà bây giờ nếu như mà gửi tiền nhiều quá thì không biết như thế nào, thành thử ra thì chắc Bùi Hồ và bữa nào phải gửi nữa. Chắc Bùi Hồ sẽ thay mặt cho gia đình của anh Phú Lê ở Cali của Mỹ á, rồi sẽ gửi cho bà ba đây. Còn tiền chú Kevin thì con xin phép thì con không gửi cho bà nhiều được. Bà có ước muốn gì không? Có ước muốn bà bà có ước muốn gì không? Đi bán vé số hả? Cái chiều này là nó đi bán rồi. Rồi sao ta? Bây giờ có cô Hồng đó với ở đây đại diện cho không khí giao đi. Rồi ở đây đại diện nhận bao nhiêu đó rồi cũng biết cái chủ quán này với cái về vợ thằng làm một kịch á. Dạ. Là cũng từng lo cho bả luôn á. Ừ. Không sao đâu. Thấy thương bà quá mà bà không có biết tiền hả? Không biết tiền. Bây giờ bà nói 2 triệu chứ không có biết 2 triệu là mấy. Bà không biết 2 triệu mấy. Cũng như mà bây giờ bà bán tự như cái sáng bà bán cái đường 40 tờ về mất hoài. Dạ. Mất 2-3 tờ, 3 tờ hoài. Rồi mới hồi sáng này la không cho bà bán nữa. Ừ. Sợ bà yếu mà. Từ cô bác với anh chị có anh Tiền thì anh bé ba thì anh biết tiền nhiều. Và anh bé ba thì mình có thể tin tưởng gửi tiền cho anh bé ba nhiều, thì chú thì con cũng rất tin tưởng, nhưng mà tại vì giao thì giao trực tiếp cho cô Tiết thì giao trực tiếp phải hơn. Thì thôi bây giờ như thế này, con thay mặt cho gia đình của buổi tối rồi. Con thay mặt cho gia đình của Phú Lê ở Cali của Mỹ. Anh Phú Lê thì gửi cho gia đình của mình 4 triệu, nhưng mà hiện nay tối, trời tối không có anh bé ba về nữa. Rồi mai mốt thì con sẽ giao cho bà lại đi. Thì bây giờ con sẽ giao cho bà trước 2 triệu sống đỡ thời gian. Rồi tuần sau con sẽ xuống đây, con có thể giao cho bà 2 triệu nữa. Chứ bây giờ là để kêu nhỏ chú bán xuống đi. Dạ, bây giờ bà cũng khó nữa hả? Hả? Ừ, để. À, dạ, chú. Rồi sao? Con để xuống rồi nó. Đây con giao. Có chị hôm trước kìa. Con này nó gần dưới. Tại vì anh tính giao đủ 4 triệu. Nhưng mà không có với ba nhà. Dạ lấy số rồi. Bây giờ giao là em nói là giao 2 triệu. Rồi sao xuống là mới có rồi, giao 2 triệu nữa 4 triệu. Thôi bây giờ thì cũng có Mạnh lúc mà quay cô hoàn cảnh của bà lên á, thì có Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ, mà bà thì không có biết tiền nên là nữ thôi. Bây giờ con hôm trước thì có quay cô này nè, cô bác của anh chị à, cô này thì cũng có nói rõ trực tiếp cũng như giúp đỡ bà ba. Con thì rất tin, nhưng mà tại vì Mạnh Thường Quân thì con trao trực tiếp để thôi. Mạnh Thường Quân cũng có gì phàn nàn con thì con bây giờ trao trực tiếp cho bà ba. Thì ở gia đình của anh Phú Lê ở Mỹ đó thì có trao cho gửi cho bà 4 triệu, nhưng mà hôm nay thì có anh bé ba ở nhà thì sẽ giao đủ luôn. Nhưng mà hiện nay có bà thì là nữ là con sẽ giao cho bà 2 triệu. Rồi tuần sau hoặc là ngày mai mốt con có chạy ngang con ghé thì con sẽ giao cho bà tiếp nha. Đây nè, 1 tờ, 2 tờ. Này là được ăn nhiều lắm đó nghe. Dạ. Nè, cô đếm lại coi. Đâu 1 triệu là mấy tờ? 4 triệu. Đâu. Ôi, à. Khổ kìa. Còn 8 ơi. Đâu? Đếm rồi. Đếm mấy tám? Mấy triệu rồi đó? 100 nè. À. Rồi. 4 triệu phải rồi. 4 triệu ha. Đúng rồi, dạ. Trời ơi, cô bác của anh chị thấy vậy là mình sao đành đọt mà giao tiền nhiều cho bà được không? Mất một cái là mấy triệu? 4 triệu. 4 triệu đó ăn được mấy món? 3 món. Ăn món gì nó cho nghe. Gạo nữa. À, gạo. Trời, cầm tiền cung cung luôn cơ. Dạ. Mừng lắm. Không biết tiền chứ rất là mừng. Sao mấy triệu? 4 triệu. Ăn được món gì nói con nghe với. Ăn để cá xin. Thịt cá thịt. Mua thuốc uống luôn. Mua thuốc uống. Mừng không bà? Mừng. Bà biết nói lời cảm ơn không? Cảm ơn. Cảm ơn nha. Dạ. À. Nói cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Quân gì đó?
gia đình của anh Phú Lê ở Cali, Mỹ. Gia đình anh Phú Lê và Phú Lê bên Mỹ. À, thưa cô bác của anh chị, cũng thông tin với cô bác của anh chị luôn, cũng có nhiều mạnh thường quân gỡ quỹ cho Bùi Hồ, nhưng mà bà ba thì cô Tiết đây thì không có sử dụng tiền nhiều nên thành thử là không có dám giao cho tiền cho bà nhiều. Thì tiền của mạnh thường quân, quỹ của mạnh thường quân thì sẽ giao cho những hoàn cảnh khác. Thì hôm nay tạm thời thay mặt gia đình của anh Phú Lê trao cho bà 4 triệu. Nhưng mà vì một là tối, hai là bà không có biết tiền, thành nữ ra con sẽ giao cho bà 2 triệu. Mai mốt thì con sẽ quay lại để giao cho bà thêm 2 triệu nữa nha. Trời ơi, nghiệp ghê không? Tại vì con đi bán rồi đó, phải có đó nhà. Bà ngày bán nhiêu tiền, bán bao nhiêu tờ giấy số? Ngày bán 100 mấy à, 20 con. 20 con, 100 mấy. Chỉ 40 tờ, có khi người ta giật nữa. Đi trên cầu người ta giật, có khi mất tiền nữa. Vậy đó. Bà khóc luôn á? Khóc luôn. Bà bị giật giấy số bà khóc luôn hả? Dạ. Khóc luôn. Hết rồi. Khóc nhiều không? Nhiều. Thôi con bye bye bà nha. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, lại rồi. Nghiệp ơi. Nghiệp ơi. Cắt đi, chị xếp lại đi. Đúng là cô khờ thiệt luôn á. Con cắt đi. Cắt đi. Đừng, ai xin đừng cho nha. Dạ. Có đâu chị được cái miệng đó. Có gì thì cô ta nói ở đây nè, anh Dũng với chị cũng chạy tới chạy lui hoài. Cảm ơn anh Dũng luôn nha, tối nữa tắt đèn có nhau lo tiếp cho bà. Dạ. Cái gì mình thấy cái chuyện bệnh hoạn rồi kêu chở đi vậy đó. Tại vì thật thì tính nhau cho bà hết, nhưng mà vậy thì nó sẽ an toàn cho bà. Vậy thì không sao đâu, ngồi chứ con chỉ về là chỉ đưa lại con chứ trơn à. Phải có anh bé ba thì giao cho hết. Không kệ đi, để đó tiền sau đỡ cũng được, thấy không? Nó đi bán rồi, giờ này đi bán mới cái sáng còn mới lội. 2 triệu thì sẵn rồi, sống chắc cũng lâu ha. Lâu. Lâu. Lâu thì bây giờ nó cũng biết bán số nữa. Cũng vậy đó. Thế lại ra để lo thuốc cho chị. Đó, bệnh hoạn nhiều quá, thành ra thuốc men này cái nọ. Gầm mừng ngồi lỗ mũi đằng kia gung luôn. Thôi chào bà, chào cô Tiết nha. Bye bye. Bye bye.